Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bàn ủi không dây bằng hơi nước của Tefa. Bây giờ mình sẽ thử ủi đồ của mình sẽ mất bao nhiêu thời gian nhé. Trong quá trình ủi, mình có thể vừa ủi vừa bấm chức năng phun hơi nước. Ngoài ra thì Tefa có một chức năng nữa là phun các tia nước nhỏ. Các tia nước này là tia nước nguội. Giống như là khi các bạn dùng bàn ủi thông thường thì các bạn phải thường là để một cái cốc nước không ở đấy, và nếu như mà đồ quá là không ăn hoặc khó là thì các bạn thường bẩy một ít nước vào. Như đối với Tefa thì nó gắn luôn một cái chức năng là có thể phun tạo thành những cái tia nước nhỏ để các bạn sử dụng trong cái lúc mà ủi khó. Ở đây mình có thể phun luôn một ít nước ở đây, và là không cần phải để một cốc nước bên cạnh hay làm thêm bất cứ một cái thao tác gì. Ủi rất nhanh và tiện lợi. Sau khi ủi xong thì các bạn lại để bàn ủi vào đế của nó. Và như các bạn thấy, chỉ trong vòng có 30 giây mình có thể ủi xong một cái áo sơ mi của mình. Bàn ủi không dây Tefa thì có tiện lợi là cái phần đuôi nó không có dây, vì vậy các bạn có thể dễ dàng di chuyển bàn ủi và không lo là bị vướng vào dây hay bị là trúng dây đấy, và cả dây có thể kéo theo là làm nhăn đồ của bạn. Ở trên bàn ủi Tefa, phần nhựa này là màu tím nhưng thật ra là màu tím trong, vì vậy các bạn có thể nhìn thấy các mực nước ở phía bên trong này. Thì và đây là cũng là cái bầu để chứa nước. Khi đổ nước vào phía nhựa đằng trước này thì các bạn lưu ý là ở trên bề mặt nhựa nó có chữ Max ở đây và cái vạch trắng ở đây, có nghĩa là khi các bạn đổ nước xong thì nghiêng cái bút bàn ủi mà thấy cái mực nước này đã ngang bằng với cái mực trắng ở ngoài này thì là đã là tối đa và chỉ cho được gần lấy nước. Còn giống như lúc nãy mình vừa giới thiệu thì trên thân bàn ủi ngay phía tay cầm là có một cái hình là hình phun hạt nước nhỏ, là giống như mình vừa nói là các tia nước nhỏ để các bạn có thể ủi những cái chỗ khó mà cần phải phun cho nó ẩm áo. Phần thứ hai là phần hơi nước. Hơi nước là chính là cái hơi nước nóng mà khi các bạn ủi đồ các bạn sẽ thể bấm vào, hơi nước sẽ phun ra bằng các cái lỗ nhỏ bên dưới bề mặt bàn ủi như này. Đối với bàn ủi không dây Tefa thì có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bàn ủi như này, và bộ phận thứ hai là cái bộ phận chính kết nối với nguồn điện, chính là bộ phận chân đế của bàn ủi. Bộ phận này được kết nối với điện, và phía đằng sau của bàn ủi Tefa thì có những cái chân tiếp xúc với đế để mà nhận nguồn điện và đun nóng nước ở đây. Bàn ủi Tefa thì có công suất là 2600W. Trong cái bộ bàn ủi Tefa này thì còn có một cái đây là cái chân đế mà các bạn có thể gắn nó vào vào bàn như này để cố định cái chân đế của cái bàn ủi Tefa này để nó không bị di chuyển. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn bàn ủi bằng hơi nước không dây Tefa. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook chuyên trà hàng sách Tây Đức hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.